sẽ có trong bản tin điểm tuần số 102 hôm nay. Trường Đại học Tài chính Marketing ký kết hợp tác với chi nhánh nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại thành phố Hồ Chí Minh. GFM sẵn sàng công tác đón tân sinh viên nhập học 2024. Khởi động cuộc thi GFM Voice Talent 2024. Tiêu điểm tuần, nhìn lại chặng đường 48 năm qua của GFM. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin điểm tuần của Trường Đại học Tài chính Marketing. Và tôi là Bảo Nhi, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin số 102 hôm nay. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin kỳ này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều ngày 28 tháng 8 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Marketing và chi nhánh nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ ký kết hợp tác. Tham dự buổi lễ ký kết hợp tác có sự hiện diện của Tiến sĩ Phạm Quốc Việt, Phó Hiệu trưởng nhà trường và Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc chi nhánh nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung chương trình hợp tác, hai đơn vị triển khai ký kết hợp đồng và tổ chức biên soạn, biên tập, xuất bản phiên bản sách giấy và sách điện tử, giáo trình, kỷ yếu hội thảo khoa học, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập của viên chức, người lao động, sinh viên, học viên, các công trình, đề tài khoa học các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị do Trường Đại học Tài chính Marketing và cán bộ giảng viên trường chủ trì nghiên cứu. Hoạt động này là bước đầu để mở rộng và nâng tầm mối quan hệ giữa hai đơn vị, từ đó cung cấp kịp thời những ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, phục vụ cho công tác đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan. Nhà xuất bản tin tưởng rằng nhất định sự hợp tác giữa chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại Thành phố Hồ Chí Minh với Trường Đại học Tài chính Marketing sẽ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới. Dịp này, chi nhánh đã tặng cho Trường Đại học Tài chính Marketing bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, chi nhánh còn chuẩn bị 100 voucher ưu đãi khi mua hàng tại hệ thống nhà sách của chi nhánh, 100 tài khoản đọc sách điện tử miễn phí và các phần quà lưu niệm. Trong 3 ngày, 5, 6, 7 tháng 9 năm 2024, Trường Đại học Tài chính Marketing sẽ tổ chức đón tân sinh viên 24D nhập học trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của trường. Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Trường Đại học Tài chính Marketing sẽ tổ chức nhập học ngày 5 tháng 9 tại cơ sở Long Trường và ngày 6, 7 tháng 9 tại cơ sở quận 7. Tùy thuộc vào từng chương trình, ngành học mà nhà trường sẽ thông báo tới từng tân sinh viên. Để tạo thuận lợi cho tân sinh viên, quy trình nhập học trực tiếp năm nay thuận tiện, nhanh gọn, các bản hướng dẫn chi tiết cũng đã được nhà trường thực hiện để sinh viên dễ dàng theo dõi. Bộ phận hỗ trợ nhà trọ trong thời gian qua đã tìm kiếm và sẵn sàng giới thiệu chỗ ở cho các tân sinh viên. Kính thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 26 tháng 8 năm 2024, cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình GFM Voice Talent mùa 3 năm 2024 đã chính thức khởi động. Đây là sân chơi thú vị, hấp dẫn dành cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực dẫn chương trình. Năm nay, cuộc thi sẽ mở rộng đối tượng tham dự đến các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh. GFM Voice Talent mùa 3 năm 2024 đã trở lại. Hứa hẹn một mùa thi đầy sôi động và bất ngờ, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi mà còn là hành trình khám phá bản thân đầy màu sắc, nơi ước mơ nghề dẫn được ươm mầm và tỏa sáng rực rỡ. Cuộc thi sẽ diễn ra với 4 vòng, vòng sơ loại từ nay đến ngày 8 tháng 9. Các thí sinh nộp hồ sơ online và được xét chọn vào vòng bản lĩnh, được diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Ban giám khảo sẽ lựa chọn top 25 bước vào vòng kỹ năng. Tại đây, các bạn sẽ được các huấn luyện viên đào tạo, truyền đạt nhiều kinh nghiệm ở 5 kỹ năng cần có của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Và cuối cùng, top 8 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài trong vòng chung kết, được diễn ra vào ngày 6 tháng 10. Mọi thông tin chi tiết xem tại fanpage của cuộc thi. Quý vị đang theo dõi chuyên mục tiêu điểm tuần. Kính thưa quý vị,
Đúng ngày hôm nay, cách đây 48 năm trước, ngày 1 tháng 9 năm 1976, Ủy ban Vật giá Nhà nước đã ra quyết định số 210 về việc thành lập trường bồi dưỡng cán bộ làm giá cho các tỉnh miền Nam. Trải qua nhiều lần nâng cấp, đổi tên và sáp nhập, giờ đây, Trường Đại học Tài chính Marketing đã trở thành một cơ sở giáo dục công lập uy tín, chất lượng trực thuộc Bộ Tài chính. Hàng năm, cung cấp ra thị trường lao động hàng nghìn nhân lực chất lượng cao, chuẩn kỹ năng, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ. Sau đây, kính mời quý vị cùng nhìn lại những bước đi đầu tiên của Trường Đại học Tài chính Marketing. Tiền thân của Trường Đại học Tài chính Marketing là trường bồi dưỡng cán bộ làm giá cho các tỉnh miền Nam, được thành lập theo quyết định số 210 ngày 1 tháng 9 năm 1976 của Ủy ban Vật giá Nhà nước, với nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ngành giá ở các tỉnh miền Nam về chính sách giá của Đảng và Nhà nước. Năm 1978, trường cán bộ vật giá trung ương tại miền Nam được chuyển thành trường trung cấp vật giá số 2 theo quyết định của Ủy ban Vật giá Nhà nước, với nhiệm vụ tiếp tục đào tạo đội ngũ cán bộ ngành giá có trình độ trung học chuyên nghiệp theo quy hoạch và chỉ tiêu kế hoạch đào tạo của nhà nước, cung cấp cán bộ làm công tác giá cho các tỉnh thành phía Nam. Trong giai đoạn đầu hoạt động, trường đã gặp không ít những khó khăn, thách thức về nhiều mặt. Ở 29 Lý Thường Kiệt, số đó bây giờ đổi rồi, nhưng mà số cũ nó là 29 Lý Thường Kiệt. Rồi tất cả học sinh, sinh viên, thầy, cô giáo gì thì quanh quẩn trong cái nhà rất là nhỏ hẹp đó, đội chừng là bằng 3 cái căn phố liền kề đó. Đó là cơ sở vật chất đã thấy nó khó khăn rồi. Phương tiện liên lạc rồi này kia đó thì đâu, hồi đó chưa có di động gì đó, gì vi tính gì đó thì cả, thậm chí cái xe đó, nói thật với các em là cả trường chỉ có được cấp một cái xe jeep cũ. Nhưng mà đặc biệt khó khăn về cái tài liệu thì rất là hiếm, vì hồi đó chưa có hình thành cái ngành này, là tuy nó có lâu đời rồi nhưng mà cái giải cho nó chính quy thì chưa có, thành ra rồi phải tự soạn lấy để có thể thấy rằng muốn xây dựng một cái gì từ ban đầu đó thì phải có một cái quyết tâm rất lớn. Một cái gì để lại cho tôi đó là cái sự đoàn kết của trường đó là bí quyết thành công. Không phải tôi nói theo lý luận đó, không phải, xin lỗi, là cứ hô khẩu hiệu đoàn kết, và tôi nói đây với tấm lòng, với cái thực tế mà tôi đã trải qua cái lúc đó. Nhà trường với văn phòng B Ủy ban giá nhà nước và với Ủy ban giá nhà nước ở Hà Nội gắn bó rất chặt, cần cái gì các anh hỗ trợ hết, phải có một cái sự đoàn kết ghê lắm mới được. Rồi thì thầy cô giáo trong trường với cán bộ công nhân viên chức của trường, trước ở lớp sau là trường, thương yêu như ruột thịt. Vượt qua chặng đường đầu gian nan thử thách, năm 1992, trường trung cấp vật giá số 2 được đổi tên thành trường chuyên nghiệp marketing theo quyết định của Ủy ban Vật giá Nhà nước. Năm 1994, trường được nâng cấp thành trường cao đẳng bán công marketing trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình chuyển mình sang một bậc đào tạo mới và chuyển từ đào tạo theo chỉ định sang đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Thời bấy giờ, trường chỉ có 6 khoa với nguồn kinh phí ít ỏi, cơ sở vật chất nghèo nàn và chủ yếu là đi thuê mướn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của ban giám hiệu và cụ thể là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Quế, tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường đã cùng nhau đồng lòng, đồng sức, quyết tâm xây dựng những viên gạch đầu tiên, làm nền móng vững chắc cho mái nhà chung giúp em từ thời đó đến bây giờ. Năm 86 thì coi như là nhà nước có cái tư tưởng đổi mới về quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường, chứ không phải cái nền kinh tế kế hoạch hóa nữa, mà cái nền kinh tế tập trung bỏ và chuyển sang cơ chế thị trường. Thế thì trước đây đào tạo giá là để nhà nước quản lý giá theo cái kiểu đó là định giá. Đấy. Tức là tính toán giá thế xong rồi để mà quản lý cái đó, tức là theo kế hoạch mà. Thế thì khi chuyển sang cơ chế thị trường ấy, thì đương nhiên đào tạo như trước đây là không có nhu cầu nữa. Tại vì giá bây giờ ấy, khi mà chuyển một cái thì giá nó là giá của thị trường mà, do thị trường quyết định. Cho đòi hỏi của trường ấy là dứt khoát phải đổi mới, phải chuyển. Tức là của mình chuyển, trong khi đó là mình đang sống ở bao cấp, mình chưa hiểu lắm.
với cái kinh nghiệm sẽ phải có một cái triển khai cái nghiên cứu kinh nghiệm đào tạo số nước. Thế thì lúc bây giờ để làm cái việc này thì chúng tôi có thành lập gọi là ban tư vấn, ban cố vấn cho trường. Tiếp theo chúng tôi làm ấy, chuẩn bị cho việc chuyển hướng, tức là tiến hành khảo sát nhu cầu doanh nghiệp để thiết kế chương trình đào tạo. Đấy, thì cái này cũng là một vấn đề mới. Trước đây mình đào tạo thực tế tức là theo kế hoạch nhà nước thôi. Chứ còn bây giờ đào tạo sang cái mới này rõ ràng đặt ra vấn đề, tức là mình phải xem thị trường người ta cần cái gì. Thế rồi cử giáo viên đi học để đổi mới, nâng cao kiến thức cho phù hợp. Là có thể khẳng định việc đổi mới phát triển đào tạo đạt được thành công là do có đội ngũ nhanh nhạy trong việc chuyển hướng, có ý thức trách nhiệm cao. Đấy, thì hồi ít người, nhưng mà nếu mà tôi không có đội ngũ như thế, tôi làm chuyển đổi. Một bước ngoặt lớn của nhà trường, vào ngày 5 tháng 3 năm 2004, chính phủ quyết định nâng cấp thành trường đại học bán công marketing và sau đó là trường đại học tài chính marketing vào năm 2009. Đây là niềm tự hào của tập thể sư phạm nhà trường, đồng thời đây cũng là trách nhiệm của mỗi thầy giáo, cô giáo và các em sinh viên. Ở giai đoạn này, mặc dù nhà trường đào tạo 3 hệ, trung cấp, cao đẳng và đại học, nhưng quy mô còn tương đối nhỏ, đội ngũ giảng viên chỉ khoảng 110 người, số cán bộ giảng viên có học vị tiến sĩ, thạc sĩ còn thấp, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng hơn 30%. Cái ấn tượng sâu sắc nhất của tôi, mà đến bây giờ tôi vẫn còn ghi nhận cái đó, tức là trong một cái trường, cái hoàn cảnh sống nó khó khăn như thế, công việc lớn như thế, thì chúng ta cứ hình dung, tức là chuyển một cái trường lên đấy mà, cao đẳng như lên đại học ấy mà, biết bao nhiêu cái thứ, thế nhưng mà cái trong cái điều kiện ấy, đời sống khó khăn đấy, nhưng mà anh em từ nhân viên đấy đến giáo viên rồi cán bộ quản lý, tức là làm việc ấy là rất cố gắng, rất trách nhiệm. Kính thưa quý vị, Trường Đại học Tài chính Marketing, đơn vị giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Tài chính, trải qua 48 năm hình thành và phát triển, giờ đây đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định thương hiệu, trở thành một trong những trường top đầu của hệ thống các trường đào tạo lĩnh vực kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, trong cả nước và tại khu vực nói chung. Trường Đại học Tài chính Marketing vẫn luôn từng bước không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng cập nhật, xây dựng và cung cấp các chương trình học tốt nhất cho sinh viên. Một số điểm nổi bật mà GFM đã đạt được trong thời gian qua có thể kể đến như 100% chương trình đào tạo được kiểm định, đào tạo đa ngành nghề, nhiều chương trình linh hoạt, chương trình và môn học được công nhận liên thông với các trường đại học trong nước và trên thế giới. Ký kết với hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn, cơ sở giáo dục lớn trong nước và trên thế giới. Cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Bên cạnh đó, Trường Đại học Tài chính Marketing luôn lắng nghe sinh viên và tạo mọi điều kiện để sinh viên phát triển một cách toàn diện và có những trải nghiệm tuyệt vời khi tham gia cộng đồng học tập tại GFM. Trường Đại học Tài chính Marketing bao năm qua vững một niềm tin. Dặng đường sang nay in dấu bao ước vọng. Trường Đại học Tài chính Marketing tự hào thay những con người đổi mới. Dẫu đi phương xa mãi yêu trong tim Đại học Tài chính Marketing. Đây chúng ta mọi niềm vui, bạn bè thầy cô trường lớp thân yêu. Nơi đây chắc thấy bao thế hệ, thế tương lai sáng tươi chào đón. Ngọn lửa truyền thông bùng cháy trong tim và một tình yêu mang tiếng UFM. Thầy cô kính yêu, bạn bè thương mến, mãi không quên những tháng năm nơi này. Đại học Tài chính Marketing bao năm qua vững một niềm tin, những bông hoa thơm tỏa ngát rằng đường sang đây in dấu bao ước vọng. Trường Đại học Tài chính Marketing tự hào thay những con người đổi mới, dẫu đi phương xa mãi yêu trong.
cháy trong tim và một tình yêu ba tiếng như em. Thầy cô kính yêu, bạn bè thương mến, mãi không quên những tháng năm nơi đây. Trường đại học tài chính marketing, bao năm qua vững một niềm tin, những bông hoa thơm tỏa ngát, rằng đường sang đây in dấu bao ước vọng. Trường đại học tài chính marketing, tự hào thay những con người đổi mới, dẫu đi phương xa mãi yêu trong tim. Đại học tài chính marketing, trường đại học tài chính marketing, bao năm qua vững một niềm tin, những bông hoa thơm tỏa ngát, rằng đường sang đây in dấu bao ước vọng. Trường đại học tài chính marketing, tự hào thay những con người đổi mới, dẫu đi phương xa mãi yêu trong tim. Đại học tài chính marketing. Cùng theo dõi chuyên mục Điểm tin Marketing, nơi cập nhật các thông tin về lĩnh vực marketing mới nhất trong thời gian qua. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 8 vừa qua là thời điểm đánh dấu 10 năm Grab hoạt động ở Việt Nam. Để có thể tri ân cộng đồng tài xế của thương hiệu, Grab đã thực hiện một hoạt động quảng cáo vô cùng ấn tượng. Cụ thể, Grab đã đặt các billboard ngoài trời tại ngã 6 Phù Đổng, nơi có lưu lượng xe lớn di chuyển qua lại mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh. Billboard thì không còn xa lạ, nhưng billboard của Grab đã thành công gây ấn tượng ở chỗ. Mỗi khi có một tài xế Grab chạy ngang hoặc dừng xe tại các cây đèn đỏ ở khu vực này, camera sẽ ghi lại và chiếu trực tiếp hình ảnh của tài xế Grab đó ở thời gian thực. Với hoạt động Interactive Billboard này, Grab đã thành công thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và được lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, video đăng tải trải nghiệm của một hot TikToker tên Châu Bí Ngô trên nền tảng TikTok đã thu hút 1,1 triệu lượt xem cùng hơn 100.000 tim, càng chứng tỏ sức hút của hoạt động này. Hot trend, một cụm từ quá đỗi quen thuộc trên mạng xã hội và thường được gắn với những điệu nhảy, câu nói viral. Thế nhưng, những ngày vừa qua, vừa có một hot trend trên Facebook và TikTok mang màu sắc cực mới mẻ, đó chính là màu cờ Tổ quốc. Cụ thể, đó là làn sóng vẽ quốc kỳ lên nóc nhà, trào lưu vô cùng ý nghĩa nhân dịp ngày 2 tháng 9 này được bắt đầu bởi một TikToker tên Lê Quang Vũ tại Vĩnh Phúc. Sau khi lập tôn đỏ cho ngôi nhà mới, anh Vũ đã nảy ra ý tưởng sẽ vẽ thêm một ngôi sao vàng 5 cánh để tạo thành hình ảnh của quốc kỳ Việt Nam. Video về quá trình hiện thực hóa ý tưởng của anh nhanh chóng trở nên viral trên nền tảng xã hội với hơn 2,8 triệu lượt xem trên TikTok và bắt đầu trở thành một trào lưu được cộng đồng mạng nhiệt liệt hưởng ứng. Chỉ trong vòng một tháng, các nền tảng mạng xã hội đã tràn ngập video hưởng ứng trào lưu này, kể cả những người nổi tiếng như Pháo cũng tích cực tham gia. Xu hướng này giúp cho giới trẻ Việt Nam có thể thể hiện tinh thần yêu nước mạnh mẽ của mình bằng sức trẻ, sự sáng tạo của mình, góp phần lan tỏa cũng như khơi dậy tinh thần yêu nước chảy trong máu của mỗi con người đất Việt. Vừa qua, với chiến dịch luôn trẻ hơn với Lazada, sàn thương mại điện tử này liên tiếp tung ra hai chiến dịch quảng bá với cách tiếp cận khách hàng mới mẻ. Lazada trực tiếp tương tác người dùng tại những địa điểm công cộng, từ đó tạo tính viral cho thương hiệu. Đầu tiên là tại rạp chiếu phim, Lazada đã đánh úp bằng một quảng cáo tương tác thú vị trong thời gian quảng cáo trước giờ chiếu phim. Đoạn quảng cáo được dựng ban đầu với góc nhìn thứ nhất trong vai trò người con với nội dung đơn giản là một bà mẹ đang dọn dẹp bàn của con trai và nói chuyện với người con. Điều thú vị ở đây là sàn thương mại điện tử này đã cài diễn viên của chiến dịch đã ngồi sẵn trong rạp để nói chuyện với người mẹ thông qua màn ảnh rộng. Đỉnh điểm là cậu con trai đã chạy ra khỏi rạp và xuất hiện trên màn hình cùng mẹ.
đã khiến cho người xem tại rạp vô cùng ngỡ ngàng. Những video quay lại màn tương tác cũng nhanh chóng trở nên viral. Theo sau màn đánh úp rạp chiếu phim, Lazada tiếp tục tạo độ thảo luận cực lớn với biển quảng cáo ngoài trời. Các biển quảng cáo ẩn giấu một dãy số lạ là 0506-2000, cùng thông điệp gây tò mò với ý nghĩa ẩn sâu là thời điểm siêu sale giữa năm của thương hiệu bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 5 tháng 6. Khách hàng truy cập vào Lazada thời điểm này để săn các voucher có giá trị và lựa chọn màu hồng bên phải của quảng cáo pop up sẽ nhận được quà tặng. Lazada đã thành công ứng dụng tâm lý FOMO của khách hàng mục tiêu là người trẻ để nhận được tài nguyên đó là sự lan tỏa rộng rãi này. Cách đây 20 năm, quảng cáo truyền hình là một thế lực gần như độc quyền trong ngành marketing. Thế nhưng, với sự ra đời và phát triển của smartphone cùng với nền tảng mạng xã hội, quảng cáo từ việc chiếu trên truyền hình dường như không còn chỗ đứng trên thị trường. Đầu năm 2024, thương hiệu Mondelez quảng cáo bánh Oreo nổi tiếng đã đưa ra tuyên bố về việc không chi tiền marketing cho dịch vụ truyền hình với lý do khách hàng mục tiêu là giới trẻ. Những người thường xuyên lướt mạng xã hội thay vì ngồi trước truyền hình để xem quảng cáo như ngày trước. Tương tự Mondelez, hãng sản xuất bánh Weetabix và thương hiệu kẹo Shortcrust Kids đã giảm 42% ngân sách chi quảng cáo truyền hình trong năm nay tại Mỹ. Sự ra đời của smartphone, các nền tảng mạng xã hội và sản xuất thương mại điện tử được cho là nguyên nhân chính của việc này. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, các doanh nghiệp đang phải cắt giảm ngân sách quảng cáo, thì truyền hình với sự cằn cỗi, xưa cũ đã trở thành mảng marketing đầu tiên bị loại bỏ. Cùng theo dõi điểm tin tài chính, nơi cập nhật các thông tin tài chính nóng trong thời gian vừa qua và mở đầu là tin tức về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với USD. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 8 vừa qua, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh vào ở mức 24.224 đồng, giảm 30 đồng so với ngày 26 tháng 8. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại từ ngày 27 tháng 8 được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.435 đồng trên USD và tỷ giá sàn là 23.013 đồng trên USD. Tuy nhiên, tỷ giá mua bán USD vẫn giữ ở mức 23.400 đến 25.450 đồng trên USD. Theo báo Vietnamnet, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD trên Việt Nam đồng tiếp tục giảm sâu phiên thứ hai liên tiếp. Giá USD tại một số nhà băng đã thủng mốc 25.000 đồng trên USD. Bên cạnh đó, so với thị trường ngân hàng, giá USD mua tại thị trường tự do đang cao hơn khoảng 500 đồng. Còn giá USD bán ra đắt hơn 300 đồng. Ngoài ra, chỉ số USD Index ghi nhận vào lúc 15 giờ 25 phút ngày 27 tháng 8 giờ Việt Nam ở mức 100,87 điểm, tăng 0,02% so với phiên liền trước. Đứng trước bối cảnh này, giải pháp an toàn dành cho các nhà đầu tư có lẽ nên là tìm một nơi trú ẩn an toàn. Hướng dẫn phương pháp lập giá bán điện bình quân, hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, sửa quy định mua, bán ngoại tệ giữ dự trữ ngoại hối chính thức với ngân sách nhà nước là một số chính sách kinh tế mới chuẩn bị được đưa vào hoạt động vào tháng 9 năm 2024. Đối với hướng dẫn lập bán giá điện bình quân, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 09 năm 2024 gồm 3 chương, 15 điều áp dụng cho EVN và các đơn vị thành viên, các tổ chức, cá nhân có liên quan quy định tính giá bán điện bình quân. Đồng thời, thông tư đề cập đến cách thức tính toán giá điện bình quân hàng năm. Về hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 57 hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và hoạt động chôn lấp chất thải tại quỹ bảo vệ môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9 năm 2024 với nội dung về những khái niệm quy định chặt chẽ về bên nhận ký quỹ, tiền ký quỹ, lãi suất tiền ký quỹ.
đối với chính sách về sửa quy định mua bán ngoại tệ giữa dự trữ ngoại hối chính thức với ngân sách nhà nước, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 43 ngày 9 tháng 8 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 01 ngày 10 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước, đồng thời bổ sung về việc mua bán ngoại tệ giữa dự trữ ngoại hối chính thức với ngân sách nhà nước. Ngày 26 tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo về việc tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ cao hơn trong năm 2024 nhờ sự phục hồi xuất khẩu các mặt hàng chế tạo chế biến, du lịch, tiêu dùng và đầu tư. Theo dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,1% trong năm 2024, 6,5% trong 2 năm 2025 và 2026, cao hơn so với mức 5% năm 2023. Thị trường bất động sản được dự báo sẽ phục hồi, đặc biệt trong điều kiện xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng và bất động sản phục hồi, nhu cầu trong nước dự đoán sẽ tăng vào nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, hiện tại, nền kinh tế vẫn sẽ tiếp tục đối mặt với những rủi ro về sự bất định của tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể thấp hơn dự kiến, nhất là tăng trưởng của những đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Ngoài ra, sự mất ổn định của kinh tế vĩ mô trong nước có thể có tác động tiêu cực đến niềm tin của người tiêu dùng và các nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tiêu dùng và đầu tư khiến cho thị trường bất động sản có thể hồi phục lâu hơn dự kiến. Thưa quý vị, thời gian hiện nay có thể coi là giai đoạn sôi nổi nhất năm của thị trường bánh trung thu tại Việt Nam. Khi chỉ còn một thời gian nữa thôi sẽ đến ngày lễ trung thu. Với mức thu nhập ngày càng cao và khả năng dành cho chi tiêu, bánh trung thu cao cấp ngày càng được tiêu dùng rộng rãi hơn. Bánh trung thu giờ đây không chỉ là món ăn để thưởng thức mà bây giờ còn đóng vai trò giao thương, quà tặng để người mua có thể thể hiện sự quan tâm đến đối tác, gia đình mình. Nhu cầu tăng cao thúc đẩy các doanh nghiệp, khách sạn cho ra mắt nhiều mẫu mã đa dạng, độc đáo để đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng và hoàn thiện nhất. Theo Bộ Công Thương, 72% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm xanh. Vì thế, sử dụng các nguyên liệu thân thiện với môi trường cũng sẽ là điểm cộng để người tiêu dùng lựa chọn các loại bánh cao cấp. Các chuyên gia cũng khuyến nghị doanh nghiệp cần thận trọng kiểm tra nguyên liệu làm bánh và bảo quản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm cuối cùng đến tay của người tiêu dùng. Tiếp theo là thông tin về dự báo nhu cầu tín dụng trong tương lai của thị trường. Thưa quý vị, các chuyên gia nhận định ước tốc độ tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 đạt từ 12 đến 13% với động lực tăng trưởng đến từ hoạt động sản xuất, xuất khẩu tích cực, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, thị trường bất động sản hồi phục. Từ quý 2 trong năm nay, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực ở cả kinh tế thị trường và nhu cầu tín dụng. Áp lực tỷ giá giảm, lãi suất ngân hàng có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vay vốn, tạo điều kiện cho các công ty đẩy mạnh việc đầu tư và mở rộng. Theo kết quả khảo sát từ vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu vay vốn được dự báo tăng mạnh hơn so với nhu cầu gửi tiền và thanh toán trong quý 3 này. Các chuyên gia đã nhận định áp lực tỷ giá giảm và khả năng Ngân hàng Nhà nước có thể giảm lãi suất điều hành trong thời gian tới và các ngân hàng vẫn tiếp tục duy trì lãi suất ở mức thấp sẽ là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp vay vốn, từ đó thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế thị trường. Phần cuối của bản tin hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật các thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý vào tuần sau để chủ động hơn trong công việc của mình. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tuần kỳ này. Kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Mọi đóng góp ý kiến và cần hỗ trợ thông tin, quý vị hãy vui lòng gửi về địa chỉ email truyenthonga.gfm.edu.vn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bản tin tiếp theo được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên fanpage và kênh YouTube của Trường Đại học Tài chính Marketing.